cái gì cũng chẳng. Đây là cái bút của em mà. Thế nó có ghi tên của anh Bùn nào? Cái này của chị đấy. Em nhận nhầm rồi. Rõ ràng sáng em để trên bàn cái bút là em suốt ngày viết, em còn ngồi nghịch cái spinner này luôn. Cái bút này vừa là cái bút vừa là cái spinner. Bút nào chả giống bút nào đi. Bút nào chả giống bút nào đi. Thôi em tặng chị luôn cái đấy. Tại vì em sáng nay em đã bốc thăm trúng thưởng được cái này nữa. Chỉ với giá 5.000. Ồ, thế cả đời em chỉ có đi bốc thăm trúng thưởng thôi à? Ừ, số em đỏ mà, số em đỏ nhá. Cứ ra đến cổng trường là em lại bốc thăm trúng thưởng được. Xài. Cho chị, đổi, chị thử mượn cái này xem nào. Ui giời, không biết chơi đâu, cái này khó chơi lắm, cái này phải xoay như này này. Rồi, điệu này chưa? Chị nhìn em thể hiện skill múa quạt lẫn cả múa cái này đây này. Đồ ăn hại. Ai, cái thằng chết tiệt này, làm cái gì ấy? Không biết nữa, không biết nữa. Lại chơi không biết chơi, chơi không biết chơi, lại còn thể hiện. Hai cái đứa kia nó chơi trò gì ấy các bạn ạ? Có vẻ là khá vui nhưng mà lại không rủ mình. Không được, mình cũng có trò chơi. Đây này các bạn, mình có cái xúc sắc, sắc màu luôn. Bây giờ mình sẽ ném sang bên đây cho bọn nó bất ngờ chơi. Ném sang quá bình thường, mình sẽ dùng cái này mình đánh sang giống như là các bạn đánh cầu lông ấy. Đây này. Đầu ta đầu hoài mắt chóng mặt có ui rồi, mấy cái trần nhà luôn rồi. Ôi, không gọi cứu thương à? Đây chính là cái này ném vào đầu anh này. Ui, cái gì nhiều màu sắc này ta? Ui, như cái xúc sắc ta. Cái này là của chị đấy. Ồ, hóa ra lấy chị ốc ném vào đầu em. Đúng rồi đấy Bùi ạ. Không, chị chỉ định ném vào ở giữa, nhưng không ngờ nó lại tự nó lại bay vào đầu em. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Chị không hề ném vào đầu em luôn. Chị có gì bồi bổ bồi thường cho em đi, không em kiện đấy. Có, chị có đồ bồi thường nên chị mới chơi trò đấy chứ. Chị có những cái kẹo hình, à không phải hình mà là mang màu sắc của những cái này luôn. Bây giờ chị muốn rủ hai đứa cùng nhau ăn với chị. Vì chị có nhiều lắm. Nhà chị không có gì ngoài tiền, chị đã mua rất nhiều kẹo, hiểu chưa? Ủa, nhưng mà đây là những nhân vật gì hả chị? Ốc. Đây là San. San thì mặc áo xanh nước biển nên là nó sở hữu màu sắc chủ đạo là xanh nước biển. Đây là búp bê Squid Game. Đây là Hulk, các bạn đều biết rồi. Đây là Spider-Man. Đây là Kissimissi. Đây là Granny. Nhưng mà không có mua được đồ ăn nào màu của bà Granny, nên là ai mà quay được vào Granny thì sẽ bị cái búa này đập vào. Em muốn đập lần nữa không? Không. Đập thêm một lần nữa là em lại bình thường, không hề biết đau luôn. Đập lần này nữa là bùn tiền đỉnh chị ạ. Lần này em đi băng bó thật để chấn thương tình hình thật đấy. Thôi bây giờ cái tung này chơi nhá. Ôi, chuẩn bị hết rồi. Đồ ăn đâu? Chuẩn bị hết rồi. Ladies and gentlemen, chào mừng các bạn đã đến với trò chơi xúc sắc màu sắc. Thấy gì chưa? Trong ba cái thùng này, bản thân nó là cái đầu của cái creeper này, Steve này và Steve ra kim cương. Đấy là chị đã để đầy kẹo luôn, rất nhiều. Em đã chuẩn bị cái lón bảo hiểm này rồi đây, nên em không sợ bị đập đâu. Em còn bình thường không thấy anh muốn. Không cần đâu. Em chỉ cần may mắn không quay vào cái bà Granny là được. Đúng rồi. Không? Rồi. Bây giờ tung đi. Thế lần đầu tiên ai sẽ là người tung? Cho em ấy. Em được rồi. Được rồi. Để em. Nào, bắt đầu đi. Ngày gì nên thật sự. Chị phải nhắm mắt và cầu nguyện. Màu đỏ. Ui, màu đỏ được hẳn cái chảo chiên trứng các bạn ạ. Nó chỉ là vẽ hình cái chảo thôi, chỉ có quả trứng thôi, không có cái chảo đâu. Trời ơi, bị lừa rồi. Chị ốc mua đồ đảo, Không phải là chị mua nhanh quá, kiểu như các em phải làm giống như là mình một có tiền ấy, mình là người có tiền mình chỉ đi mình lấy nhưng mình có nhìn đâu. Bạn bị kinh rồi. Nhìn như chứng thật đi nhỉ. Em mượn chị. Thôi nó khổ lắm rồi. Thôi em biết rồi. Thế rồi, cái này em được ăn nhá.
nó có mùi bìa cát tông. Nó có mùi khác bìa cát tông rồi. Nó có mùi trứng kia chị. Ui nó thơm lắm. Chị ăn đi, của chị mà. Mà em có được đâu. Anh ngồi có ngửi mùi thơm không? Không, chẳng thấy mùi gì. Ôi, chị ngửi thấy mùi bìa cát tông em ạ. Chị chỉ cho ngửi thử thôi nha. Ui thơm quá. Thơm nha. Thơm, ngửi thơm nhiều thế, ngửi nhiều thế. Vừa chị sẽ cắn một miếng. Nhìn đây này. Nó chính xác là có mùi bìa cát tông. Ăn vào nó mùi bìa cát tông thật. Chị ăn một mình. Thôi chị ăn một mình đi. Thôi thôi, đến lúc em, đến lúc em. Cầm cái này đấy. Các bạn hãy nhìn mình xúc sắc đấy nha. Chú. Ôi. Chả bạc, chả thù. Chả thù. Xin vĩnh biệt cô. Thôi phải ra đồ ăn mới được. Yes sir. Màu vàng. Đây 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 đây. Đây là màu vàng hả chị? Đúng rồi. Bình chi linh à? Mình không, đây là con vịt happy. À vịt happy. À nó kêu gì thế? Ôi nhưng mà có phải đồ ăn đâu ta? Có, kẹo dưới này, dưới này. Đồ chơi ở trên còn kẹo ở dưới. Đây là những viên C màu hồng. Không cho chị đâu mà chị giơ tay. Em thú thật nhá. Ăn có vị cám. Trời ơi, em có vị cám ngọt. Em muốn ăn cám ngọt các bạn. Thôi em ăn một miếng đi. Đến lượt chị rồi. Ôi, thích cái này này. Umbalasi buộc, umbalasi. Tôi cứu tôi, cứu tôi tới. Này thật đấy, cay thật đấy. Này, đến lượt nhìn chị đây này. Ừ. Oh, màu vàng, màu vàng, màu vàng, màu vàng, màu vàng đây. Màu vàng. Ôi trời ơi. Wow. Cắn thật đấy, cắn thử xem. Cắn thử xem đi. Cắn đi. Để em, để em. Ừ. Vàng giả. Mẻ răng, mẻ răng. Mẻ răng. Giả rồi. Ui giời ơi. Chị bán nó sẽ là sô-cô-la bên trong vì hồi bé chị ăn cái này rồi. Em cũng thế. Mỗi dịp lên Tết mẹ em hay mua cái này về để thắp hương. Ừ đúng rồi. Thế nhưng mà cái này nó mở kiểu gì đấy? Đây. Ui chà thế. Được rồi. Bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Tức là đậu xanh các bạn ạ. Cho chị ơi. Thank you. Cho anh vô một cái. Ăn đi nhá. Trời ơi. Mời các bạn ly lông. Thơm thật sự. Thơm mùi đậu xanh. Đúng. Bảo sao có tên là bánh đậu xanh. Ồ đây đây các bạn. Nói như nói chả không dùng gì. Đấy. Ừ. Thơm không? Ngon ngon. Ngon. Cái này thành công ấy. Ngon ngọt. Ngon. Ừ. Cái này bột quá, ăn này nghẹt chết. Ừ. Chết rồi, chị Liêu ăn hết cả 4 miếng một lúc rồi. Chị Liêu quan tham được sự bảo sao chị Liêu béo như con heo. Ừ, không phải đâu. Chết rồi chị đấy. Anh vung bó này đi khỏi ném vào đấy. Bố mẹ thì buồn. Này là màu vàng. Màu vàng, màu vàng, màu vàng đấy chị. Wow. Minin. Ui, đây là cái gì? Kẹo mút á? Ôi trời ơi. Kẹo mút là kẹo mút cho yêu quái nó mới to như này chứ. Không, nó kẹo có trò rồi. Chơi đấy. Ui trời. Này, cho cái giáp. Rất xịn nha, ấn vào cái ấn. Mở ra. Ui như là cái trứng Pokemon nhỉ? Ừ, đúng rồi. Ê, nó có Minin thật này. Wow. Chị quá. Đây Minin đầu mọc ba cái sừng. Đây là ba cái chậu. Ba cái sừng. Ủa, nhưng mà con này nó đứng được không chị? Có. Ui giời. Trời em xin lỗi. Minin, hello các bạn, mình là Minin. À thế à? À thế làm sao mà à? Đây nha, cầm cái kẹo. Cái kẹo này của chị là vị dâu. Thế bây giờ mình mà ăn cái kẹo này đúng không? Mút như này, xong rồi mình trơn hết. Thế xong mình lại đậy cái này vào. Đấy, hiểu chưa? Mình cất đi. Xong tí nữa mình đấy, mình lại ăn tiếp cái này, mình lại cất đi. Đấy, hiểu chưa? Vị dâu thì các bạn biết rồi. Nên là thôi, mình sẽ để cho lượt tiếp theo luôn. Rồi, đến là anh vui. Ước gì mình vào được con húc này nhỉ? Mình khá là thích húc vì nó rất là khỏe mạnh. Rồi, vào con trắng thế này.
Ui trời ơi, vừa nói xong mình nghe được mấy con luôn. Trời ơi, mình thật là đẳng cấp. May thật sự luôn. Kêu đi, kêu đi, kêu đi. Wow. Máy gì, máy nhả kẹo mini. Máy bắn kẹo. Ở đây có rất nhiều viên kẹo màu sắc luôn này. Có màu xanh lá, màu vàng, màu hồng, màu nâu. Và đặc biệt nữa là mình không biết chơi cái này. Bóc ra, bóc ra chơi. Còn trận đấu gãy luôn cái cần á. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đây, mình phải mở cái này mới ra được kẹo này. Mở lắp chung các bạn ơi, đây. Đó. Hey. Đây, mình sẽ vặn một cái cho mình. Ui giời, cái này khá là xịn sò. Ui giời, hai viên luôn. Nó ra một đống luôn đây giờ. Đóng. Ui sao đóng cứng thế này. Cứng nhai, có như gai đá ra sỏi phải. Không vỡ được các bạn ơi. Không vỡ được mà. Ui, thôi phải dễ dàng mất. Thôi, đợi chị nha. Màu vàng. Còn đâu? Hết rồi. Mất lượt à? Thế thì bây giờ mình loại bỏ màu là màu vàng ra góc tiền nhé. Ờ, coi như là bạn này mất lượt. Đúng rồi. Đến lượt ốc. Màu đỏ. Spiderman. Wow, thạch jelly của rất nhiều quái vật đây. Wow. Con này là quái vật sừng trâu, con này con ma, con này con bạch tuộc, con này con rồng. Đây là con khủng long. Đâu? Đây là con khủng long. À, khủng long à? Ừ, khủng long thật. Ui, mở ra nó thơm lắm các bạn ạ, nó thơm ơi là thơm. Đây nhá, cho em cái màu xanh của hát nè. Ui, đây là con bạch tuộc. Bạch tuộc màu xanh các bạn ạ. Đây, còn đây là cái con gì màu da cam nhá. Con gì đây? Con gì đây anh muốn? Hình như con này là con lửa mặt đó các bạn. Lửa mặt nó đi đâu rồi? Đây, còn của chị là con cá sấu này. Ui dồi, chị cho chưa? Nay ăn rồi. Ý. Ăn chưa? Ngon không? Kẹo chip chip nhưng toàn vị sữa rồi chị ạ. Nhiều kẹo sữa. Vị trái cây thì ít, vị sữa thì nhiều. Yes, lại màu đỏ. Cái này cũng là cái cuối cùng trong hộp này luôn. Đúng rồi, màu đỏ hết rồi. Hình như đây cũng là một cái kẹo mút. Nhưng mà hình cái nhẫn kim cương các bạn ạ. Ôi dồi ôi, chị thật sự. À, hiểu, đeo nhẫn vào xong rồi mút thế này đúng không? Bần linh nha. Ôi nhìn cái nhìn như kiểu cái lúm đứng tì cái bé á. Cái này là hàng y hình, ngồi hàng y hình. Nút ra xoay. Thôi lại giá này. Bây giờ là tình hình là chỉ còn mỗi màu xanh lá thôi mà trong này có hai món này. Đó. Thế thì lúc nãy em bị mất lượt. Em bị mất lượt thì cho em một món này luôn. Còn chị là nốt cái này. Đúng rồi. Review cái đấy trước. Ờ, cái này nó vừa là đồ ăn, nó vừa là đồ chơi luôn các bạn ạ. Các bạn thử nhìn đấy. Nó có thể kẹp được con mini này không? Có chứ. Nhìn đây này. Có ích. Cái này có ích. Cái này là kẹo kinh dị đấy. Kẹo kinh dị á? Nhưng mà anh thử giơ tay đây xem nó có đau không? À, đau quá. Đau thật sao? Không. Không. Có kẹo gì? Ngon lắm. Thấy chưa? Ui. Này cho chị ốc một. Wow, nhiều viên nhỏ bên trong. Này. Thank you. Cái này như kiểu xích xe các bạn. Ăn đi. Cái này ngon lắm, sô-cô-la. Ui, bao nhiêu viên này to thế. Ừ đúng rồi. Anh chưa? Sao nó cứ rung này? Tặng em rung vậy. Không phải, đây như kiểu trứng khủng long ấy, nó rung nó lở đấy. What the hell? Đây, còn cái này của chị là cái cuối cùng, nó giống như là một chiếc bút màu của Xin cậu bé bút chì này. Wow. Mùi hơi chua chua. Cũng là viên. Em chị. Nó chua lắm. Ôi, chua lắm. Thế cho anh buồn thử nha. Chuột lắm, chuột lắm. Anh buồn ăn đi. Ra đến tay mình thôi. Không thua. Không thua. Em thử đi. Thử đi chuột. Em thử cho em xin viên. Đây, màu hồng này chắc là không chua đâu. Không chua đâu các bạn, không chua nha. Nó không chua thật mà. Cắn ra nó mới ngọt mà. Nó bở quá, nó vụn nữa. Thôi đừng có chê, toàn là kẹo chị mua đấy. Mau khen đi, hôm sau chị lại
đúng rồi, bàn kẹo xịn thôi này. Đúng rồi. Bạn nhìn cái bao bì này, nhìn cái hình dáng rất là chị luôn. Rồi, chị mua cái này khác. Thế có, thế Bulber có thích những món kẹo này không? Có, chị nhớ làm cho bọn em một cái video lần sau nữa nhá. Ờ ok. Còn các bạn có thích những cái đồ ăn là kẹo sắc màu của bọn mình ngày hôm nay không? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho bọn mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.